tán dương cho sự cố gắng của Lộc Phu Hô làm YouTube đổi đời liên tục, hết sắm kế hợp lại xây căn nhà 16 mét vuông chỉ với 60 triệu, còn hay từ thiện khiến các fan nở mũi thay. Cái nhà này thì ở trong nhà thì 16 mét nhưng mà nó được cái sân nữa nha mọi người, 58.780.000 cái căn nhà này. Lộc Phu Hô vốn là cái tên đình đám trên mạng xã hội, dù chẳng phải idol nhưng mỗi bài đăng của anh đều sở hữu một lượng fan đông đảo. Chưa kể các livestream giao lưu hay dạy làm hồ của thầy Lộc cũng ghi nhận số người xem cực khủng. Nam YouTuber Lộc Phu Hô từng đăng tải clip review về căn nhà mới hoàn thiện và nhận được về nhiều sự quan tâm của khán giả. Được biết ngôi nhà được xây trên diện tích 16 mét vuông. Đây là mảnh đất mà bố mẹ vợ cho hai vợ chồng. Anh chàng còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm và tổng chi phí cho những ai có nhu cầu xây nhà giá rẻ. Lộc Phu Hô cho biết tiền vật liệu và tiền công với giá hơn 11 triệu đồng, gửi nhôm chi phí 13 triệu đồng, sân nước khoảng 5 triệu và lắp đường điện hơn 5 triệu đồng. Chân nhà được làm từ thạch cao với giá 5 triệu đồng, tiền lát gạch khoảng 110 đến 120 nghìn đồng một mét. Tổng chi phí để hoàn thiện căn nhà là gần 60 triệu đồng. Dù với diện tích khá nhỏ nhưng căn nhà vẫn đầy đủ tiện ích, sạch sẽ và khang trang. Anh cũng chia sẻ thêm, nhờ gia đình cùng chung tay góp sức nên đã tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng tiền công thợ xây. Nói về mục đích xây dựng căn nhà này, Lộc cũng chia sẻ rằng đây sẽ là địa điểm để anh chàng livestream công việc. Nếu thu được lợi nhuận, anh sẽ hỗ trợ một khoản kinh phí để lo cho các công việc thiện nguyện. Trước đó trên trang cá nhân, Lộc Phú Hô đã đăng tải bức hình mình và vợ đi mua xe kèm dòng trạng thái ước mơ đã thành sự thật, cảm ơn vợ yêu. Trong ảnh, anh và vợ ôm nhau hạnh phúc bên thành quả là chiếc xe ô tô được mua bởi tiền tích góp. Nhìn vào hãng xe này, cộng đồng mạng cho rằng giá của chiếc xe hợp rơi vào khoảng 600 triệu đồng, nổi lên như một hiện tượng mạng với những hình ảnh gây cười hài hước. Lộc Phú Hô đã thay đổi từ một chàng trai nghèo khó trở nên giàu có. YouTuber còn tự sắm được xe sang sau nhiều nỗ lực cố gắng. Anh chàng còn thường xuyên làm từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Trước đó, anh đã chia sẻ một đoạn video tới nhà một bà cụ 85 tuổi để giúp tu sửa lại nơi ở. Qua những hình ảnh được đăng tải có thể thấy ngôi nhà sập xệ, dột nát, những miếng ngói trên vên có thể rơi bất cứ lúc nào. Lộc còn chia sẻ thêm, cụ bà không thể nói chuyện, đôi chân cong hẳn sang một bên, đồ ăn của bà chỉ toàn là dưa chua với cà pháo, không giấu được cảm xúc. Anh biếu một ít tiền để cụ trang trải cuộc sống, tuy số tiền không nhiều nhưng đó là tấm lòng của anh dành cho cụ. Anh cũng từng giúp đỡ một vài trường hợp khác tương tự. Trước đó, Lộc còn ngỏ ý giúp một bà cụ có hoàn cảnh khó khăn xây nhà vệ sinh, hay câu chuyện giúp đỡ gia đình em Nghĩa tại Bình Định. Biết gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, lại vừa gánh chịu nỗi đau khi mất đi người thân, thầy Lộc đã vượt hơn 50 km để đến thăm hỏi và động viên. Anh còn ủng hộ 5 triệu đồng với mong muốn có thể phần nào giúp gia đình chia sẻ sự mất mát này. Kể từ khi bắt đầu công việc từ thiện, chàng trai quê Khánh Hòa nhận được nhiều sự đóng góp từ mạnh thường quân. Lộc cũng không ngần ngại sau kê mọi chi tiết từ quỹ từ thiện cho mọi người cùng biết. Anh còn cẩn thận mở một tài khoản ngân hàng mới chỉ dành riêng cho công việc thiện nguyện để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Trong thời gian đầu chưa nhận được quyên góp, Lộc Phu Hô thường bỏ tiền túi của bản thân để lo toàn mọi chi phí. Chính những hình ảnh đời thường giản dị vào một mặt của anh đã giúp ghi được nhiều thiện cảm trong lòng khán giả. Chúc cho thầy Lộc sẽ ngày càng thành công hơn trong cuộc sống và giúp đỡ thêm được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.